Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về dạng map diagram completion. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chủ yếu đi vào cái dạng map là cái dạng chỉ đường đó. Thì map thì nó có hai cái loại chính. Loại thứ nhất đó là mình điền từ vào, người ta để khuyết từ và điền vào sao cho đáp án của mình không được vượt quá giới hạn từ cho phép. Còn cái dạng thứ hai đó là người ta cho sẵn cái lựa chọn rồi, mình chỉ cần chọn lựa chọn mà thôi ha, không có cần điền gì cả. Không có cần viết vào chỗ trống gì cả, mà chỉ cần chọn những cái lựa chọn này mà thôi. Đối với cái dạng map này nè, thì mình có 3 lưu ý. Lưu ý đầu tiên đó là mình phải biết về những cái từ vựng chỉ phương hướng chính chủ yếu hay ra trong map, rồi từ vựng chỉ cách đi, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, vân vân, đi như thế nào. Và thứ ba là từ vựng chỉ địa điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với xác định phương hướng. Khi người ta cho mình một cái bài map như thế này thì mình nhớ là xác định phương hướng đông, tây, nam, bắc, coi nó nằm ở đâu. Đây, đông. Đông là nằm bên phải, tây nằm bên trái, nam là nằm ở phía dưới và bắc là nằm ở phía trên. Rồi, tương ứng như vậy thì mình cũng có những cái như là tây bắc, đông bắc, tây nam, đông nam, vân vân. Rồi ở giữa sẽ là middle hoặc là center. Tuy nhiên, đôi khi người nói không có nói hướng tây đâu. Ví dụ người ta nói là nhìn hướng tây đi. Thay vì nói như vậy thì người ta nói là ô bạn nhìn về phía bên tay trái của bạn đi. Đó, thì người ta cũng có thể nói là left, right, top, bottom. Và tương ứng như vậy, thay vì nói northwest thì người ta lại nói là top left hand corner, có nghĩa là cái góc ở phía bên tay trái của bạn mà nằm ở bên trên á. Đó, tương ứng thì chúng ta có top right hand corner, bottom left hand corner và bottom right hand corner. Mình lưu ý là cái này mình phải nằm lòng thật kỹ nha, bởi vì cái phản xạ của mình ban đầu rất là kém ngày xưa. Người ta nói northeast một cái là Huyền đứng hình luôn, không biết là northeast nó nằm ở cái nào ở trên cái bản đồ nữa. Mà mình loay hoay mình đi tìm northeast thì người ta đã đọc gần hết bài xong luôn rồi. Do đó là mình phải, nói chung là mình làm nhiều thì lúc đó phản xạ hướng của mình nó sẽ nhạy lên rất là nhiều. Rồi, về từ vựng thì chúng ta có thể dừng video để chúng ta ghi chú lại một số cái từ vựng chỉ địa điểm, chỉ cách đi như ở trên bảng ha, như ở trên màn hình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái này để vào làm bài. Khi mà vô làm bài thi hoặc làm bài ở nhà, chúng ta không có thời gian chúng ta ghi hết tất cả các góc ra đâu ha. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể ghi một số cái chính thôi. Ở đây Huyền chỉ ghi những cái nào chính nhất thì Huyền ghi thôi. Rồi, bài này chúng ta không cần điền mà chúng ta chỉ cần lựa chọn thôi. Chúng ta phải nghe xem là ba cái địa điểm này nằm ở đâu trong cái biểu đồ này. Đó, gift shop, restaurant and picnic area. Và mình lưu ý, khi mà người ta cho bài map, chúng ta phải xác định được mình đang đứng ở đâu trong bài. Thông thường là mình đứng ở dưới này không à? Các bạn nhìn thấy nè, you are here có nghĩa là mình đang đứng ở đây. Mình phải xác định được, đôi khi là mình đang đứng ở đây nè, đôi khi mình đứng ở đây nè, thì mình mới biết là cái vạch xuất phát của mình từ đâu, thì lúc đấy mình mới có thể xác định được phương hướng. Rồi, vậy là mình đang đứng ở cái main building này. Ở đây có một cái path, đây gọi là cái path ha, cái con đường đó. Thì nếu mà chúng ta rẽ về phía bên tay trái nè, hoặc là về bên phía tây á, thì chúng ta sẽ gặp G trước tiên và gặp A ở ngay đây. Rồi, còn nếu mà chúng ta take the right hand path, nếu chúng ta đi về bên phải hoặc là đi về the east, phía đông, thì chúng ta sẽ gặp một cái hồ ở bên phía tay phải và cái F ở bên phía tay trái đối diện với cái hồ ha, đối diện là opposite hoặc là face. Rồi, chúng ta sẽ gặp một cái penguin. Giả sử chúng ta không biết penguin là gì đi cũng không sao cả. Chúng ta qua cái hồ thì gặp penguin. Vừa qua cái penguin thì gặp cái Y ở phía bên tay phải. Vừa qua cái Y thì gặp cái D ở phía bên tay phải. Và cái B ở phía bên tay trái. Hai cái này đối diện nhau. Rồi, ở đây là cái crossroad, cái ngã tư. Thì có một cái C ở phía bên kia đường đối diện với cái D. Phía bên kia đường là on the other side of the road ha, và opposite với cái D này đây. Rồi, tại cái crossroad, để mình ghi vô đây cho các bạn dễ nhé. Tại cái crossroad này, nếu mà mình rẽ về phía bên tay trái hoặc là về phía tây á, thì mình sẽ gặp cái A ở đây. Đó, mình phải phân tích cụ thể như vậy. Rồi bây giờ mình đã phân tích xong hết rồi, mình cũng biết là từng cái địa điểm nó nằm ở đâu luôn rồi, hình dung ra được rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu nghe, mình sẽ mở audio ha. Now, I'll just give you a few directions before you leave, especially for those of you who are feeling a bit hungry. When you leave the main building, you come to an area where the path divides.
If you take the right-hand path, you'll see the lake on your right, and exactly opposite the lake on your left is the gift shop. Apart from selling gifts, it sells snacks, sandwiches, and light drinks. If you walk on past the lake on your right, you'll also see the penguins. Go past the penguins, and you'll come to the restaurant, also on your right. Don't go too far, or you'll come to the aquarium. The aquarium is on your right at the crossroad, and just over the crossroad, also on your right, is the lion enclosure. If you're thinking of having a picnic, the best place to go is the picnic area. And for this, you need to turn left at the crossroad and walk along a few metres. At the end of the path, you'll find the picnic area on your left. Now, if you have any questions, I'd be happy to answer them. And once again, I really hope you enjoy your visit. Thank you. Rồi, bây giờ mình nghe lại một lần nữa. Now, I'll just give you a few directions before you leave, especially for those of you who are feeling a bit hungry. When you leave the main building, you come to an area where the path divides. If you take the right-hand path, you'll see the lake on your right, and exactly opposite the lake on your left is the gift shop. Apart from selling gifts, it sells snacks, sandwiches, and light drinks. If you walk on past the lake on your right, you'll also see the penguins. Go past the penguins, and you'll come to the restaurant, also on your right. Don't go too far, or you'll come to the aquarium. The aquarium is on your right at the crossroad, and just over the crossroad, also on your right, is the lion enclosure. If you're thinking of having a picnic, the best place to go is the picnic area. And for this, you need to turn left at the crossroad and walk along a few metres. At the end of the path, you'll find the picnic area on your left. Now, if you have any questions, I'd be happy to answer them. And once again, I really hope you enjoy your visit. Thank you. Rồi, vậy là chúng ta đã có đáp án F, E và A đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy phân tích cái transcript này lại thật là kỹ, đặc biệt là những cái màu đỏ này cho chúng ta biết cái hướng đi. Thì do đó khi mà phân tích cái này chúng ta sẽ biết à nó đi như vậy đấy. Bài này thì là một bài khá dễ, chúng ta hãy mở cái quyển ebook Truck 51 ra để chúng ta phân tích, có sẵn tiếng Việt ở đó rồi, do đó các bạn rất là dễ phân tích ha. Huyền sẽ không nói nhiều về cái phần đó nữa. Rồi bây giờ chúng ta sang một cái bài khác. Bài này thì không có lựa chọn mà chúng ta phải nghe và viết cái đáp án vào đây. Đó. Đối với những cái bài viết đáp án thì nhớ lưu ý giới hạn từ cho phép ở đây là two words. Rồi. À, mình cũng có những cái hướng chính luôn rồi. Vậy bây giờ mình xem coi mình đang đứng ở đâu vậy. Rồi đây, you are here. Ồ, vậy là mình đang đứng ở đây nè. Đó, mình đang đứng ở một cái tower, là một cái tòa tháp. Rồi, vậy thì bây giờ mình cũng không biết là người ta nói về hướng nào trước. À, nhưng mà chúng ta lưu ý là cái bài nghe của mình luôn luôn theo thứ tự. Đó là người ta phải nói câu 15 trước, sau đó tới câu 16, sau đó tới câu 17. Thì có thể người ta sẽ nói đến cái phần này trước nè. Đó, rồi mình xem thử. Đây là Olympic site, stadium là cái sân vận động đúng không? Swimming pool, indoor arena, station. Station ở đây mình thấy một cái này. Thì cái này có thể là đường ray xe lửa nè, đúng không? À, đây là railway rồi đó. Vậy thì có một cái gì đấy ở ngay cái station, ở ngay cái train station này. Chúng ta xem thử coi nó là cái gì ha. Rồi tiếp theo, ở đây có một cái pond. Pond ở đây là một cái hồ nhỏ. Ở đây có cái benches. Benches là cái ghế. Còn ở đây có một cái vòng tròn như thế này. Thì thông thường vòng tròn như thế này người ta sẽ gọi là circle ha. Ở đây có một cái vòng đó. Có circle. Vậy thì nhiệm vụ của mình là phải nghe coi là ở đây có ghế này. Vậy thì cái circle bao quanh những cái ghế đó là cái gì. Rồi tiếp tục, ở đây chúng ta thấy nè, ở đây có một cái đảo. Đây là island, đảo nè. Và ở lọt thỏm vào giữa cái hòn đảo này là cái 17. Rồi 17 này nằm trên cái lake, nằm trên cái hồ này. Rồi có một cái boat, có một cái thuyền để chúng ta xác định là người ta đang nói về cái câu 17 nữa nè. Đó. Ở đây có island, có boat, có lake. Và 17 nó nằm ở đây. Vậy 17 là cái gì? Rồi vậy là chúng ta đã phân tích xong hết rồi. Chúng ta biết là đi từ đâu và mỗi hướng có những cái gì rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở audio để cho chúng ta nghe ha. Nghe thật tập trung. Well, here we are at the top of the tower, and we're going to look at the view from each direction, out
To the east, the large buildings about a kilometre away are on the Olympic site. There's an indoor arena for gymnastics, a stadium for track and field, and a swimming pool for races and synchronised swimming, and also diving. If you look carefully down there, you can see the train lines. The Olympic site has its own station to encourage the use of public transport. There is also a car park, but it only holds a limited number of cars. The formal park has some specially created water features. If you look out here to the south, you can see a circular ornamental pond. And around to the west, you can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden. And finally, up to the north, if you look in front of you now, there's a lake with a small island in the centre. You can hire rowing boats at the boat shed, which you can't see from here. But if you look through the trees, you can see the cafe, which has lovely views across the water. Okay, let's climb down now. We will go now and have a look at the nature reserve section of the park, which has opened up natural wetland to the public. Rồi, bây giờ mình nghe lại lần nữa. Well, here we are at the top of the tower, and we're going to look at the view from each direction. Out to the east, the large buildings about a kilometre away are on the Olympic site. There's an indoor arena for gymnastics, a stadium for track and field, and a swimming pool for races and synchronised swimming, and also diving. If you look carefully down there, you can see the train lines. The Olympic site has its own station to encourage the use of public transport. There is also a car park, but it only holds a limited number of cars. The formal park has some specially created water features. If you look out here to the south, you can see a circular ornamental pond. And around to the west, you can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden. And finally, up to the north, if you look in front of you now, there's a lake with a small island in the centre. You can hire rowing boats at the boat shed, which you can't see from here. But if you look through the trees, you can see the cafe, which has lovely views across the water. Okay, let's climb down now. We will go now and have a look at the nature reserve section of the park, which has opened up natural wetland to the public. Rồi, vậy là chúng ta đã nghe xong đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ dò đáp án và phân tích cái transcript. Transcript cũng như tất cả những bài còn lại là nó đều có tiếng Việt. Huỳnh đã dịch ra kỹ như vậy rồi thì các bạn hãy phân tích thật là kỹ, rút ra toàn bộ những cái từ vựng mà mình không biết, mình mới từ mới đối với mình đó. Rồi. Thì đối với cái dạng là map labeling thì mình nhớ là phải tích góp những cái từ vựng chỉ phương hướng. Nghe nhiều thì cái phản xạ phương hướng nó mới tốt. Rồi. Từ vựng chỉ cách đi và từ vựng chỉ địa điểm. Và mình có một cái lưu ý đó là khi mà mình làm giải bài tập tại nhà, mình giải được một thời gian rồi nhưng mà khi người ta nói đến cái hướng đó mình vẫn bị chững lại thì mình cần phải xem xét lại ha, mình cần thêm một thời gian nữa mình mới sẵn sàng đi thi. Đó, ví dụ người ta nói northwest tự nhiên mình bị chững lại và thông thường mình chững lại thì mình sẽ miss nguyên cái đoạn sau, do đó là mình cần phải thực tập nhiều hơn. Ở trong cái ebook của mình có một số cái bài tập về dạng này, các bạn hãy mở ra và làm tất cả những bài đó. Sau đó thì đằng sau ebook nó có trả lời và có transcript được dịch tiếng Việt sẵn, được dịch từ vựng. Và chúng ta hãy học tất cả những từ vựng đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.